Xin chào cả nhà. Hôm nay baby về thăm nhà. Mà món ăn mà Vi thích là những cái món mà thường thường là có bánh tráng cuộn như là gỏi cuốn, bò bía. Thì hôm nay hai mẹ con đi chợ rồi mua những cái món như là rau, thịt, tôm về làm gỏi cuốn cho Vi ăn. Con ở dưới trường hay là chỗ làm việc của con có gỏi cuốn không Vi? Dạ có, nhưng mà có thích ăn ở nhà hơn để mình tự cuốn nó thường vậy. Ồ, vậy hả con? Thường thường mấy cái món này á là quan trọng nước chấm ha. Ví dụ như là mình ăn tương đậu phộng, hoặc nếu mà người nào mà bị dị ứng đậu phộng thì mình nên ăn nước mắm tỏi ớt để cho không có nguy hiểm cho sức khỏe. Thì hôm nay mình làm hai thứ, vừa tương đậu phộng và vừa nước mắm. Thì thường thường con thích chấm nào? Hôm nay chắc thịt nước mắm hả? À, con thịt nước mắm hả? Ờ, okay. Nước mắm ngon ha. Mẹ nhớ là ngày xưa mình đi Việt Nam thì mình nhớ là quá ăn ngon không? Hay ăn bò bía với lại cái món gỏi cuốn này nè. Chưa ngủ dậy á, thế là đi ăn gỏi cuốn ra cái xe nó bán nhiều, có xe bán nhiều thứ đó. Ừ, giống như bò bía, gỏi cuốn, bì cuốn. Mẹ ăn mẹ lại thích tôm không? Mẹ thích thịt, mình ăn thịt vừa thôi không? Ừ, không cần thịt nhiều ha. Cần khoảng nửa tiếng chuẩn bị cho món gỏi cuốn thì mình đã xong một khay cho con gái. Xin chúc cả nhà luôn được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Xin hẹn gặp trong một video khác. Xin chào.